Ấy giờ hôm nay là ngày thứ sáu đó nha. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 13 nha thưa quý vị. Thầy ơi, không có được đâu. Thứ sáu á, mà 13 đó là nó xui lắm đó. Thôi mình nghỉ một bữa đi, bữa sau mình tiếp tục ha. Không, vấn đề của chúng ta đó là khi nào á, chúng ta có những cái gì mà có bằng chứng thì chúng ta mới tin. Còn cái chuyện mà thứ sáu ngày 13 hoặc là số 13 mà thứ sáu gì đó, Mỹ nó tin đó là chuyện của tụi nó. Nên thì người ta nói linh tại ngã, bất linh tại ngã mà. Cho nên tôi cũng chẳng bao giờ tin cái chuyện đó. Và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục học thôi thưa quý vị. Thì thôi thì giống như chuyên đề á, mà tôi đã đề cập á, là mỗi một ngày tôi sẽ chia sẻ với quý vị và làm quen với một nhiếp ảnh gia. Hôm nay á, là ngày thứ sáu và bài thứ 13. Thôi thì để tránh cho các anh em mình thì tôi sẽ nói về chuyện của tôi vậy. Tôi sẽ gánh cái chuyện này cho. Bởi vì xui thì tôi sẽ chấp nhận cái xui. Bởi vì hên hay xui á, chuyện bình thường của thế gian thôi, nó gọi là vô thường mà. Rồi thôi thưa quý vị, hôm nay thì quý vị sẽ làm quen với một số hình ảnh của mình. Như tôi đã đề cập trước đây đó. Như quý vị biết tôi cầm máy để chụp ảnh á, là tôi chụp cho những cái gì tôi thích. Thứ hai là những hình ảnh của tôi mặc dù không sang, không đẹp, không có giải thưởng gì hết, nhưng nó là những kỷ niệm mà đối với tôi nó không bao giờ quên được, và tôi vẫn giữ mãi nó. Đó là những kỷ niệm đẹp mà thôi. Và qua những bức ảnh tôi có những bài học để đời. Thì ở đây xin mời quý vị, ngày hôm nay tôi sẽ cho quý vị thấy điều đó thông qua những cái hình chụp cách đây mười mấy năm rồi quý vị. Đầu tiên tôi xin mời quý vị xem bức ảnh này. Bức ảnh này nó không có gì đặc biệt đúng không quý vị? Chỉ là ba đứa bé nằm trên một bãi cát và nở những nụ cười rất là vô tư. Tôi đặt bức ảnh này á, là anh Nhi Hạnh. Tại sao gọi là anh Nhi Hạnh? Nếu mà hiểu về ba chữ anh Nhi Hạnh á, thì chúng ta phải đọc những cái kinh trong đạo Phật thì chúng ta mới hiểu được. Nhưng nói tóm lại đó, bức ảnh này nó có một cái giá trị rất lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi như thế này. Thì như bạn biết á, mười mấy năm về trước á, khi tôi rời khỏi công việc của một người làm việc nhà nước ra làm tư nhân, và cái giai đoạn mà nó chuyển đổi như vậy đó, nó có nhiều cái cũng sốc lắm, và tôi cũng cảm giác là nó nhiều cái nó mệt mỏi lắm, uể oải, và mình cũng thấy chán nản lắm thưa quý vị. Thì nhân cái việc mà đi chơi chung với anh Ngô Đức Cần với anh Đức Huy á, để chụp album cưới ở ngoài Phan Thiết. Đây đây là cái chỗ bữa chụp album cưới đây, hai cái vị cô dâu chú rể này cũng lâu lắm rồi. Thì tôi mới lang thang trên cái bãi biển và cầm cái máy nhỏ xíu vậy nè. Đây cái máy này nè, máy du lịch á, tôi hình nó chụp từ máy du lịch ra đó. Thì tôi gặp một cái đám trẻ. Đây đám trẻ, trong đó thằng em đó là thằng này. Em có ba đứa đó là thằng này. Ba đứa nhóc này nó nằm trên bãi cát, nó cứ nhìn cô dâu chú rể nó hát á. Cô dâu chú rể làm bể bình bông để thừa con nít bị đòn nát đít. Rồi nó cười ha hả vậy đó thưa quý vị. Và nó coi, nó dõi theo từng cái bước chân của các nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh cưới, và nó nghe những cái câu nào nó cũng cười. Cho nên cái chuyện mà nó vui nó cười rất là đơn giản thôi, không có cái gì gọi là ghê gớm đó. Nụ cười nó rất là vô tư và hồn nhiên. Thì qua đó mình hỏi chúng nó đó, tại sao các con cười? Nói trời vui quá chú ơi, lâu lắm mới thấy được cái cảnh này. Rồi mình hỏi nó, ủa lớn lên con muốn làm gì? Nó nói con chỉ muốn đi học thôi. Mình mới giật mình, ủa sao con lại muốn đi học? Nó giờ con ở đây con đi theo cha theo mẹ đi suốt ngày ở ngoài biển đi bắt cá không à, con thích vô trường đi học lắm. Mình nghe cái mình cảm thấy nó sao đâu á thưa quý vị, trong khi mình có quá nhiều rồi, trong khi các em nó chỉ mơ có một ước mơ rất là nhỏ xíu thôi, và niềm vui nó thật sự đơn giản đúng không? Cho nên là người lớn chúng ta đó cứ khổ, cứ cứ đau khổ và cảm thấy buồn bực chán nản bởi vì những cái chuyện không đâu không à, trong khi cuộc sống này còn bao nhiêu thứ mà chúng ta phải thấy hạnh phúc vô cùng. Mà hạnh phúc thì tôi nói rồi đó, không đâu xa hết, niềm vui không đâu xa, nó tự chúng ta tạo ra thôi, và ở đời này có gì đâu quan trọng đâu. Thì sau khi mình chụp bức ảnh này về á, thì mình cứ ngồi mình nghiền ngẫm hoài thôi vậy. Và những lúc mà mình thấy mệt mỏi bế tắc hay gì đó thì mình lấy nó ra mình xem, bởi mình đặt nó là anh Nhi Hạnh mà. Cho nên đối với tôi bức ảnh này có giá trị lớn như vậy. Và bức ảnh này á, thì đây là cái ảnh gốc, cho nên nó còn bị cháy nè, cái hình nó chưa có đạt yêu cầu.
Thì hôm nay tôi sẽ dùng cảnh này nè, tôi sẽ sửa lại cho quý vị. Thì sau này tôi kể quý vị nghe câu chuyện nữa đó, là tôi gặp thằng bé này, thằng em nó đi lại thôi. Sau khi chụp xong đó, chúng tôi có cho chúng nó một số các cái quà bánh. Thì mấy đứa trẻ là tự nó chia đều như hết à, nó chẳng có tranh giành, chẳng có đứa nào hơn, đứa nào thua hết á. Nó kêu mấy đứa trẻ khác lại, nó không chia nữa. Đó, anh Di Hạnh là chỗ đó đó. Thằng bé này tôi chụp là nó bé lắm, nó có 3 tuổi thôi. Nhưng mà mình phải hất lên trên cao như vậy, mà ánh sáng làm sao nó ngược, nó bị cong. Và thứ hai là cái máy thì nó tệ quá đi, cho nên nó không có tạo cái mặt sáng được, nên bị tối cái mặt. Thì tôi cũng lấy cái hình này để tôi sửa cho quý vị luôn, chỉ quý vị cách sửa hình luôn, làm sao xử lý được những hình mà bị tối cái mặt như thế này. Rồi bức ảnh thứ hai đó là mình xin chia sẻ với quý vị nữa đó, là bức ảnh của người này đây. Nếu quý vị để ý thì có xem trên mạng á, thì đây chính là Hòa Thượng Thích Từ Thông, là người thầy của tôi. Thì vị Hòa Thượng này cũng ảnh hưởng lớn trong cuộc đời học đạo của tôi đó, là đã coi như là nói thẳng dòng dùng cái từ nó hơi khó nghe và hơi sốc là đốn ngộ cho tôi. Nghĩa là qua Hòa Thượng thì tôi đã hiểu được thế nào là đạo Phật một cách gọi là chân thật, đúng cái nghĩa là liễu nghĩa đại thừa đó. Và mình thấy cuộc đời này á, và là cái chuyện học Phật nó vô cùng gọi là đơn giản và vô cùng lợi lạc thưa quý vị. Thì cái hình này cũng vậy, tôi chụp Hòa Thượng lúc mà Hòa Thượng đang ký tên tặng những cái giáo trình, những cái quyển sách cho tất cả Phật tử. Thì tôi dùng cái tên lê từ xa tôi chụp nó hất lên, thì bắt đứng được hình ảnh này và tôi vẫn mang nó theo bên mình, giống như là một vị thầy tinh thần của tôi như vậy. Rồi, thì đó là hai bức ảnh mà tôi sẽ hướng dẫn quý vị xử lý. Còn nữa thưa quý vị, một bức ảnh này nữa, có lẽ ngày hôm nay không nói về những vị này, nhưng thôi giới thiệu trước đi, rồi hôm sau tôi sẽ đưa những hình ảnh của các vị này ra. Đó là câu lạc bộ Hải Âu. Như người biết á, trong cái giới nhiếp ảnh nữ á, thì câu lạc bộ Hải Âu là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng, và có những cái tên tuổi nổi tiếng như là chị Đào Hoa Nữ nè, chị Thi Thơ, rồi chị Lan, chị An Dung, chị Sinh, chị Thanh, chị Tuyết Mai, chị Thanh Sơn. Đó, thì mình có một cái dịp á, là mình đi chơi với các anh nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong đó có anh Ngô Đức Cần, thì mình quen được với các chị. Thì nhân một cái buổi đi sáng tác chung ở Đắk Lắk á, thì mình có chụp cái ảnh kỷ niệm này. Thì khi mà mình đi sáng tác chung và mình được trao đổi và học hỏi từ các chị, mình thấy một điều là trong cái nhiếp ảnh nữ thì thật sự mình thấy mình đáng phục vô cùng. Các chị là bận biểu chuyện gia đình nè, chồng con, rồi công ăn việc làm, mà ở đâu cũng vậy. Quý vị biết đó, người phụ nữ họ làm lúc nào phải hai chớp, chứ không phải như đàn ông mình, vừa việc nhà vừa công việc nữa, mà họ còn kiêm luôn cái việc mà đi sáng tác ảnh và lại chơi ảnh nghệ thuật nữa mới ghê chứ. Trong khi cánh đàn ông mình đó, thì thật sự so với các chị thì mình thua xa quá, cho nên mình cảm thấy có cái gì đó cũng phấn đấu hơn rất là nhiều. Và đi chung với tụi tôi thì có thêm anh Tony Quang ở Mỹ về, và anh Võ Anh Kiệt cũng ở Mỹ về, hai Dũng Anh Gia ở Mỹ về, thì cũng tham gia chơi chung cái đợt đó. Và qua anh Tony Quang tôi cũng học hỏi tiếng Anh khá nhiều, và anh Kiệt thì học được cuộc sống khá nhiều. Thì nói thẳng ra thì đi đâu cũng vậy hết trơn á, mình luôn luôn phải lắng nghe và học hỏi thì mới tiến bộ được thưa quý vị. Đó là cái phương châm của người mà cầm máy và chơi nhiếp ảnh là như vậy. Còn những bạn trẻ nào mà khi mà chơi nhiếp ảnh mà cứ tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào đó, cứ nghĩ rằng là mình là ghê gớm, mình là dữ dằn lắm thì cũng khó tiến bộ lắm. Bởi vì như quý vị biết á, có những người là cây đa cây đề trong nhiếp ảnh không đó, mà có những người rất là giỏi đó, nhưng mà người ta vẫn rất là khiêm tốn, mà người ta rất là gọi là khiêm nhường trong vấn đề sáng tác cũng như là trong vấn đề gọi là chơi ảnh. Thì từ từ quý vị sẽ tiếp xúc, quý vị sẽ biết được những nghệ sĩ mà tôi giới thiệu. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu sơ với quý vị như vậy. Thì thật sự mà nói, tôi đã từng mở ra một cái chuyên mục hay là một cái website, một cái chương trình nó gọi là Cảm Ơn Nhiếp Ảnh, cũng là để tri ân những điều đó. Và thật sự đối với tôi, nhiếp ảnh mang lại cho tôi niềm vui, và nó là phương tiện dùng để tôi có thể dùng nó để giao tiếp với cuộc sống và kết thêm bạn bè. Đó là chính là lý do mà tại sao tôi không muốn đi thi ảnh là như vậy đó. Bởi vì tôi muốn là giữ ảnh ở một góc độ riêng của tôi, và nhiếp ảnh đối với tôi là cái gì đó nó rất là kỷ niệm và rất là thiêng liêng. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu với quý vị một số các cái kỹ thuật về Photoshop mà tôi đã ứng dụng những bức ảnh mà tôi chụp nãy giờ đó. Tôi sẽ nói lại,
tôi xử lý nó và tôi chỉ cho các bạn thấy những cái lỗi trong bức ảnh. Rồi bây giờ tôi xin mời quý vị chúng ta mở Photoshop lên nha. Thì hôm nay quý vị biết là thứ 6 và bài học chúng ta làm học thứ 13. Và quý vị đừng bao giờ dị ứng con số này. Linh tại ngã mới linh tại ngã mà, không có gì quan trọng hết. Rồi bây giờ tôi mở lên nè. Đây bức ảnh đầu tiên thưa quý vị. Nếu như cái hình mà bị tối do mình chụp nó bị cong, nó gọi là cong slay á, hay nó đúng hơn là bị thiếu sáng đó, thì chúng ta sẽ làm sao? Thì bức hình này đó thì tôi sẽ xử lý như thế này nè thưa quý vị. Hình này thì tôi chụp từ cái máy ảnh đó như thế này đây, bạn coi nè. Đây cái máy ảnh này nè. Đó chính là cái máy này nè, nó bèo lắm, nó chỉ có 3.2 megapixel thôi, nhỏ xíu, máy du lịch mà. Cho nên cái công năng nó đâu có mạnh đâu và tính năng nó đâu có ok như những máy chuyên nghiệp đâu. Nó đâu có giống như những cái máy như thế này đâu ha. Không có giống như máy này cho nên nó khó xử lý lắm. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao để xử lý những cái ảnh mà bị thiếu sáng như vậy? Photoshop ở mức độ cơ bản đó, tôi chỉ quý vị có hai cách làm. Cách thứ nhất quý vị chỉ cần vậy thôi nè, chỉ cần vô cái lệnh là Image Adjustment. Nó có một cái lệnh nó gọi là Shadow Highlight. Shadow Highlight nó quất một cái là cái hình nó sáng mặt ngon liền nè, quý vị coi nè đó. Thấy không? Và khi nếu quý vị thấy cái cửa sổ quý vị nó không mở ra như vậy thì thật ra nó đang giấu, nó chỉ có vậy thôi. Bình thường thì mở ra nó chỉ có như vậy thôi. Thì chúng ta chỉ kéo được cái cần là Shadow và Highlight. Nhưng đồng thời nếu chúng ta muốn xử lý thêm á, chúng ta sẽ kéo những cái tông này thêm, là chúng ta chỉnh thêm cái hậu cảnh đằng sau nè, thấy không? Chúng ta sẽ chỉnh những cái hậu cảnh đằng sau lại. Thì tùy cái mục đích chúng ta cần là cái gì thì chúng ta làm thôi. Đó quý vị thấy đó. Hả? Thấy không? Chỉ cần một cái lệnh duy nhất thôi, khi mà chúng ta mở lên, chúng ta dùng cái Shadow Highlight là chúng ta sẽ đưa lên cái hình nó sáng lên liền. Và nếu mà nó mức độ nó chưa sáng, chúng ta có thể làm thêm một lần nữa Image Adjustment Shadow Highlight thêm một lần nữa, thì nó lại dập thêm một cái nữa thì nó đẹp hơn nữa. Thì đó ở mức độ cơ bản quý vị chỉ cần chỉnh như thế là đủ rồi. Quá dễ đúng không quý vị? Còn ở mức độ nâng cao đó thì tôi sẽ nói sau về cái điều này. Rồi bây giờ tôi sẽ qua một vấn đề tiếp theo nữa. Đó là tôi sẽ xây lại cái hình này nha. Đó, tôi để đây là Final đi. Thì dĩ nhiên cái hình nó bị hạt vậy, tôi sẽ xử lý cho cái hạt sau nè. Thôi bây giờ làm luôn nè, cho quý vị thấy làm luôn nè. Bây giờ bị cái hạt vậy phải không, muốn xử lý cho nó mất hạt ha. Chỉ cần quý vị vô cho tôi cái lệnh sau đây. Bữa nay mình học thêm một cái lệnh nữa là hiệu ứng, nó gọi là filter đó, là bộ lọc đó. Sau này mình sẽ nói về những cái bộ lọc, trong đó có bộ lọc có sẵn như thế này và một số bộ lọc mình cài vô. Thì bây giờ tôi nói bộ lọc có sẵn á, mình dùng cái lệnh clear. Clear là làm mờ đi. Nó có một cái lệnh rất là hay, nó gọi là smart blur. Smart blur là làm mờ một cách thông minh nha, mình nhấn đây nè. Đó vị thấy không? Nó mờ bức ảnh không, nhưng mà nó mờ mức độ nào đó thôi, mình đừng có làm quá đáng. Nó như thế này thôi nè. Rồi quý vị thấy hình nó sẽ hết hạt liền, được chưa quý vị? Đẹp liền thấy không? Hồi nãy nè mình coi nè, đây nó hạt không thấy không, hết hạt thôi. Hình gốc ban đầu thấy không, mở Shadow lần thứ nhất, Shadow Highlight lần thứ hai, smart, rồi quá đẹp đúng không quý vị? Chúng ta sẽ lưu lại. Rồi bây giờ bức ảnh thứ nhất tôi đã hướng dẫn quý vị làm xong rồi. Bây giờ tới bức ảnh thứ hai nè. Làm sao cứu những cái ảnh mà nó bị cháy sáng như thế này đây. Bị cháy sáng như vậy thật sự quá dễ luôn. Những hình cháy sáng ở mức độ căn bản của chúng ta, chúng ta chỉnh như thế này đây. Chúng ta chỉ cần vô cái lệnh là Image Adjustment, và quý vị sẽ chọn tôi cái lệnh là Lev Control NL nha. Và ở đây quý vị coi nè, cái cần sáng tối này mình thấy cái hình như vậy là được rồi. Mà mình thấy hai ở lên cao quá đúng không? Thì cái kinh nghiệm á, thì nó lên cao quá vậy mình nhích vô đây một chút. Để cho nó cân, cho nó được sắc độ, cho nó đạt yêu cầu. Nhích này chút xíu. Giờ mình cân cái giữa này vô đây chút xíu nè. Mình thấy nó hơi bị cháy đúng không quý vị? Nó hơi bị cháy đúng không? Cân qua đây nè. Mình tại vì cái đầu nó hơi tối quá, mình kéo qua đây chút xíu. Rồi nó bị cháy thế này đúng không quý vị? Kéo này nè. Kéo này vô là nó hết cháy nè. Đó quý vị thấy chưa? Trong cái nhiếp ảnh á thì cái hình á mà nó bị thiếu chi tiết, nghĩa là nó bị cháy quá, bị tối quá là không được. Rồi như vậy là tôi đã vừa chỉnh xong cái hình nó bị dư cháy nè, dư sáng nè, bây giờ coi nè, ban đầu mở lên nó cháy hết thấy không, chỉnh ra nè nó đẹp liền, nó hết bị cháy ha. Còn nữa nha, bây giờ giả sử như tôi lấy bức hình của sư phụ Thích Từ Thông ra coi như thế nào nè. Đây hình này bây giờ coi ha, bị dư sáng chỗ mặt nè. Chúng ta chỉ cần vô Image Adjustment ha,
Rồi bởi vì chọn tôi cái lệnh là leo. Cũng tương tự như vậy bạn coi nè, cái cần này nó chưa có chuẩn nè, mình kéo dưới đây chút nè, đó nó mới đúng ánh sáng á, nó mới làm cho cái hình no màu lại. Cái khái niệm no màu là hình nó đầy thẳng, cái màu nó dày lên. Rồi mình kéo này vô đây nè, đó quý vị thấy không, kéo vô đây một tí nè, đó cái chán nó đỡ hơn, quý vị thấy chưa. Rồi so với hình ban đầu nè, so với cái hình ban đầu khi mở ra quý vị coi nè, đây history nha, thấy không, cháy sáng không đẹp ha, mình thấy không, hình nó ấm lại, nó đầy lại, nó dày lại. Rồi chúng ta sẽ lưu lại bức hình này cho sư phụ. Rồi tôi đã vừa hướng dẫn cho quý vị và các bạn mình cách để mà chúng ta làm cho bức ảnh nó được đầy đặn và nó cứu được những cái chỗ bị cháy. Và bây giờ đó, hôm nay mình học một cái bài nhỏ xíu thôi, thì sau này chúng ta dùng những cái chiêu này rất là nhiều, là làm sao để tăng nét cho những cái bức ảnh. Chúng ta biết đó, thường đó là tăng nét cho bức ảnh đó, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh nào quý vị. Chúng ta đã học một cái filter rồi, tôi nhắc lại thôi, đó là filter adjustment, filter sharpen ha. Mình vô đây có cái lệnh là sharp nét nè, vậy thấy không, sharp nét nè. Nhưng mà cái cân như vậy á, nó sẽ không được nhiều lắm. Mình cân hoài lên á thì nó sẽ như thế này. Nếu mình cân nè, gọi là unsharp nét nè, có nhiều người dùng cái chiêu này để cân nữa nè quý vị, có nhiều người dùng cái chiêu này để cân cái hình nữa chứ không phải không. Đây có thể kéo vậy nè, đó nó như vậy á cũng được, nhưng mà mình thấy á, nó lòi cái bóng ma ra, nó không có được đẹp và nó có cảm giác là nó giả lắm, cho nên tôi sẽ không dùng cái cách đó. Sau này khi mà làm những ảnh nghệ thuật về sau đó, thì tôi dùng cái chiêu sau đây nè quý vị, để ý nè. Hôm nay tôi hướng dẫn quý vị một cái chiêu nhỏ xíu của cái việc đó là ứng dụng cái hiệu ứng lớp thôi. Thì lớp là gì, cái này chồng lên kia gọi là lớp, và ngay nó có thể chồng lên nó được nữa. Thì tôi sẽ nhân bản cái lớp này lên một lớp nữa bằng cách tôi nhấn phải chuột trên cái lớp mình đang có nè. Tôi chọn cái lệnh là duplicate layer nha, mình thấy không, mình đặt tên mình để là cái sharp nè, sharp ha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm gì đây, tôi sẽ dùng cái hiệu ứng sau đây nè để tôi kết hợp với hiệu ứng lớp, thì nó sẽ ra cái nét rất là đẹp. Tôi chọn là filter, tôi chọn là order, order ha, tôi chọn là high pass. Cái lệnh này là dùng để mà tạo cái đường viền cho những cái hình ảnh nè. Ở đây tôi cho có thể là 3 pixel, thấy không, nó ra cái viền của hình ảnh là 3 pixel nha, đó 3 pixel. Rồi bây giờ tôi làm gì các bạn, tôi sẽ cho chỗ này nè hiệu ứng nè, đây nó là normal, đọc là normal nha, chứ có gì đừng đọc là normal nha, mình đọc quen dần nên normal là tiếng Pháp, mình đang học tiếng Mỹ gọi là normal. Chúng ta nhấn vào đây, chúng ta chọn là overlay nha, overlay nó sẽ trộn lại nè, đây là hiệu ứng trộn của lớp, lớp trên nó trộn lớp dưới, mình thấy không, nó nét hơn nè, nó nét hơn mà nó tạo cảm giác hình đó nó dày hơn. Thì sau đó chúng ta mới gộp lớp lại, cái lệnh này nó gọi là gộp lớp nè, flatten image ha. Rồi gộp lại, mình thấy không, bên đây cũng vậy nè nha, bên đây tôi chỉ cần nhân bản lên đó, tôi để là sharp. Mình những cái động tác cơ bản này chúng ta nên biết đi ha. Rồi bây giờ mình vô đây, mình chọn gì đây, add high pass. Rồi ok, hai hoặc ba cái nào cũng được hết. Tôi vô đây tôi chọn là overlay, mình thấy không, đây cái hình của hòa thượng nè, mình thấy không, dày lên, nổi lên rất là đẹp, gì thấy rõ ràng chưa. Rồi Ctrl E gộp lại, nó tương ứng với cái lệnh kia đó. Rồi tôi lưu lại. Như vậy thì quý vị thấy một điều là tôi đã vừa xử lý xong bức ảnh. Tôi sẽ lưu bức ảnh này lại luôn nè, đây final luôn. Rồi hôm nay là chúng ta học được những gì thưa quý vị. Hôm nay cái bài nhỏ xíu thôi, quý vị học được 4 thứ rồi. Cái thứ nhất á, là tôi nói với quý vị, muốn nói với quý vị là khi chúng ta chụp ảnh á, thì chúng ta cố gắng chụp bằng chính trái tim của mình. Và tôi biết rằng khi chúng ta cầm cái máy ảnh trên tay đó, nhất là máy kỹ thuật số, thì quý vị sẽ bắn bỏng, bắn bỏ, bắn bừa. Chuyện này thì có đó, nhưng mà chúng ta chịu khó, hãy nghe cái trái tim mình nó rung động đi, và hãy chụp những cái gì mà thật sự có ý nghĩa. Chứ đừng có chụp những cái hình, tôi cho quý vị săn ảnh thoải mái đó, cứ việc đi săn ảnh đó cũng là một phong cách, nhưng đừng có chụp những cái hình chẳng hạn như chụp lén của cô Harry Won,
với anh Trấn Thành đó, cái chuyện riêng tư người ta chụp rồi làm những chuyện xì canh đan để làm chi vậy? Hình ảnh là chỉ mang lại những cái nét đẹp của cho cuộc sống và ca ngợi cuộc sống, mà nên mang lại niềm vui cho nhau. Tôi chụp ảnh là chỉ mang niềm vui người khác thôi, đừng bao giờ chụp ảnh để gây cho người khác thêm buồn phiền bực bội khổ sở gì bức ảnh của mình. Bạn biết á, cái bức ảnh mà báo chí nổi tiếng là cái cậu bé coi da đen chết đói đó, mà đang ngồi chờ chết đói, thì con bên kênh nó đang định lại để chờ nó ăn thịt á, thì thật sự bức ảnh đó nó đạt giải quốc tế. Nhưng mà sau đó thì người nhiếp ảnh gia đó bị lên án và ông ta xấu hổ và nghe nói đâu nó tự tử rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có lòng nhân đạo tí nào á. Trong khi cái bức ảnh đó mình thấy cậu bé thì mình nên cứu đi, chứ mình không thì mình đợi đó mình chụp nó được bức ảnh, thì thật sự nó không có tính nhân văn, không có nhân đạo xíu nào. Cho nên trong nhóm ảnh quý vị nên nhớ điều đó, nó cũng là một phương tiện, là công cụ đấy, nhưng mà chúng ta dùng nó đúng chỗ và mang lại nét đẹp cho cuộc sống thì nó có giá trị hơn là chúng ta dùng máy ảnh để chụp và làm những cái trò không có hay như vậy. Thì đó là tôi chỉ dám khuyên những người nào cần nghe, và những học viên và những người bạn trẻ trong nhóm của tôi thôi, còn những người khác tôi không có bàn tới nha. Rồi cái thứ hai đó, như quý vị biết á, cái chuyện mà tôi không thi ảnh đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không khuyến khích ai bắt chước tôi cả, và như quý vị biết á, tôi không có lên án chuyện đó. Và như nhiều người và nhiều anh em nhiếp ảnh cũng biết tôi, là khi mà tôi đào tạo học viên từ trung tâm của tôi hoặc là ở các trường đại học hay là cao đẳng về nhiếp ảnh, thì tôi vẫn khuyến khích và luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho các học viên, là một là các bạn phải đi theo con đường chính quy bằng cách là đi đến luyện thi và thi vô cái trường cao đẳng nhiếp ảnh, khoa nhiếp ảnh học đàng hoàng. Bây giờ cao đẳng văn hóa nghệ thuật đó, khoa nhiếp ảnh học để lấy bằng chính quy, để có kiến thức nền, kiến thức bài bản. Còn nếu không có điều kiện như vậy thì hãy chơi ảnh bằng cách là sáng tác ảnh và đi thi để được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đó chính là cái hướng để phấn đấu cho các bạn trẻ. Bởi vì ngoài cái chuyện mà khi chúng ta ra chúng ta làm ăn kiếm tiền thì chúng ta cần phải học hỏi và biết thêm những điều đó, thì thông qua con đường đó thì các bạn học hỏi khá nhiều. Và tôi chưa bao giờ lên án những cái chuyện đó, cho nên nhiều người đừng có hiểu lầm về chuyện đó. Còn cái chuyện mà tôi không đi thi như thế nào đó là chuyện cá biệt riêng của tôi, và tôi có lý do mà tôi không tiện nói ra cho các bạn hiểu. Rồi thưa quý vị, còn cái bài hôm nay đó, chúng ta học được cái gì? Chúng ta đã học được hai cách, mà hai cái cách này rất là quan trọng để khai mày chúng ta xử lý ảnh và làm những tác phẩm. Đó là xử lý những hình nó bị dư sáng và những hình nó bị thiếu sáng. Hai vấn đề này khi các bạn mới bắt đầu vào nghề đó, chụp ảnh và chơi ảnh quý vị hay bị lắm. Thì tôi đưa ra cái bài này, tôi thấy nó cần thiết cho quý vị. Và vấn đề thứ ba là chúng ta đã học cách để mà nâng nét cho bức ảnh bằng cái cách bình thường là hiệu ứng, là chúng ta vô trong cái filter sharpen hoặc là unsharpen. Còn cái bài thứ hai là chúng ta dùng cái hiệu ứng lớp kết hợp với hiệu ứng trộn và một cái hiệu ứng hai pass trên đây để tạo ra cho bức ảnh nó nét hơn. Thôi thì ngày hôm nay Hiếu muốn chia sẻ với quý vị và các anh chị mình một cái ứng dụng nho nhỏ như vậy. Chủ yếu cũng không gì ngoài á là luyện những kiến thức của Photoshop một cách rất là cơ bản thôi. Và mỗi ngày tôi không dám dạy nhiều, bởi vì có nhiều người là sợ không theo kịp. Cho nên tôi đưa những vấn đề cần thiết mà tối thiểu thôi. Thì hy vọng rằng là sau 30 buổi thì tôi sẽ làm hết tất cả những cái yêu cầu mà một người khi ứng dụng Photoshop học cũng độ căn bản có thể dục được. Thì hôm nay chúng ta thấy chúng ta lấn sân từ từ rồi đó. Hôm nay chúng ta hiểu thêm về các cái cân màu bằng cái những cái bộ adjustment này. Thứ hai là hiểu về filter và hiểu về layer một chút xíu. Thì ngày hôm sau đó tôi sẽ đưa ra những vấn đề nó hơi phức tạp hơn một chút. Đó là nói về vấn đề layer, nhưng mà layer mask có nghĩa là cái mặt nạ trên cái lớp, và ứng dụng mặt nạ lớp để chúng ta làm những cái tác phẩm và xử lý ảnh như thế nào cho nó hiệu quả. Thì đó là nội dung của bài hôm sau. Và dĩ nhiên ngày mai á, nó ngày 14 rồi, thứ bảy rồi, nó chẳng dính dáng gì tới cái chữ xui không xui hết. Thì tôi sẽ mạnh dạn giới thiệu với quý vị một người bạn khác của tôi, đó là nhiếp ảnh gia nào, thì ngày mai quý vị sẽ biết. Thôi trân trọng mến chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị nha.